Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và đây là một sản phẩm mới vừa về tại công ty bên Huy các anh chị. Đây là chiếc xe Honda City, Honda City bản top nha các anh chị, được sản xuất vào năm 2020. Xe 2020 luôn các anh chị. Mới đi được 35.000 35.000 cây số thôi. Và ngoại thất cũng như là nội thất của sản phẩm này còn rất là mới và đẹp, thì Huy sẽ quay cho anh chị và các bạn mình xem chi tiết về sản phẩm. Đó, màu xanh. Màu xanh có ánh kim tuyến rất là đẹp nha các anh chị. Đèn thì xe sử dụng công nghệ đèn LED. Đèn LED. Đó. Anh chị nhìn ha, khe hở giữa các chi tiết. Xe này thì nữ đi các anh chị, khá là kỹ. Và tình trạng ngoại thất cũng như là nội thất của xe còn rất là đẹp. Đó, anh chị nhìn kiểu dáng của Honda City 2020, mâm thiết kế rất là đẹp luôn. Và mâm thì sử dụng mâm dạng file và kích cỡ là 16 inch. Khe hở với các chi tiết này. Đó. Mình sẽ đi một vòng để mình xem qua về phần ngoại thất. Đèn xi nhan trên gương. Đây là một chiếc xe phân khúc hạng B, nhưng so với những cái sản phẩm cùng phân khúc thì nó sẽ có độ rộng rãi hơn, rất là nhiều nha các chị. Đó, những cái đường hướng gió. Rồi anh chị nhìn nha, nó vừa tạo thẩm mỹ, vừa có tác dụng là khí động học các anh chị. Và một điểm nữa là nó tạo cho cái xe một cái độ cứng cáp, rất cứng cáp luôn các anh chị. Ok, rồi, khe hở với các chi tiết. Vỏ xe chắc chắn rồi, đây là vỏ nguyên bản theo xe các anh chị, nguyên bản theo xe. Đèn xe sử dụng công nghệ đèn thắng sau là dạng LED các anh chị. Ok, rồi, cảm biến khoảng cách ở phía sau. Rồi trang bị camera gear đầy đủ các anh chị. Khe hở giữa các chi tiết anh chị nhìn ha. Khá là ok. 2020 các anh chị. Đó, thì một tí thì Huy sẽ quay cho anh chị xem chi tiết hơn về phần nội thất bên trong của sản phẩm. Thì Huy đi một vòng để anh chị và các bạn mình đánh giá sơ bộ về chất lượng của chiếc xe Honda City. Honda City bản top, bản cao cấp nhất của dòng Honda City nha các anh chị. Ok, rồi, sơ bộ cho anh chị nắm về sản phẩm. Tiếp theo Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm ạ. Đầu tiên Huy mời các anh chị cùng Huy mình đi xem phần cốp đựng hành lý phía sau. Đây là phần tắp bi. Keo trùng thì anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Những cái sản phẩm bên Huy thì luôn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mà mua vào. Rộng rãi, khá là rộng rãi với một cái cốp đựng đồ. Do là xe mới lái về cho nên là bên Huy chưa có làm maru, chưa vệ sinh. Xe này chủ xe có trang bị thêm một cái khay để hành lý ở phía sau luôn các anh chị. Khá là chất lượng. Này, vỏ sắt cua. Đó, vỏ sắt cua chưa chạm đất, đồ nghề còn mới tinh. Mọi thứ còn rất mới và đẹp. Tay nắm cửa mạ chrome các anh chị. Và mức tiêu hao nhiên liệu ngoài đô thị chỉ 4.86 lít thôi các anh chị. Này, những chi tiết này là bằng da và đây là nhựa cao cấp nha các anh chị nha. Bản top là bản cao nhất của Honda City. Honda City thì anh chị biết rồi, lượng xe bán ra ngoài thị trường rất là đông, rất là nhiều. Ghế da là da đục lỗ, da xịn các anh chị, ngồi rất là êm và ghế nó khá là ôm luôn. Bề tựa tay có bề tựa tay ha, mình để ly nước mình sử dụng. Rồi đây là cửa gió có thể điều chỉnh hướng gió và độ mở của gió nha các anh chị nha, rất là tiện lợi. Thường đối với những chiếc xe phân khúc hạng B như thế này thì thực sự chỉ có Huy thấy là có Honda City mới có cửa gió điều hòa ở phía sau các anh chị, để nó giúp cái người ngồi phía sau cảm thấy sẽ rất là mát. Vios chưa có nha, kể cả Coratis cũng chưa có, nhưng đối với Honda City thì đã làm được một điều khá là ok các anh chị. Ok, Mazda 3 cũng chưa có được trang bị luôn. Ghế đó anh chị nhìn ha, ghế cực kỳ đẹp, cực kỳ chất lượng. Rộng rãi, Honda City rộng các anh chị, rộng hơn cả Vios luôn. Thì anh chị nào đã ngồi, đã đi, đã cảm nhận rồi thì anh chị sẽ thấy. Huy sẽ chia sẻ cho anh chị để mình xem
chất lượng của sản phẩm như thế nào và phù hợp với gia đình mình mua về sử dụng hay không. Chìa khóa anh chị ha, xe này nữ đi cho nên là chìa khóa khá là dễ thương. Khởi động bằng nút bấm start up và có mở cốp ha, mở cốp bằng nút nhấn, nhấn vô giữ 2 giây là mở cốp, rồi mở cửa, khóa cửa. Đây, khởi động bằng nút bấm start up. Có chế độ cruise control và lái chỉ số trên vô lăng luôn nha các chị. Lái chỉ số vô lăng có trên Honda City bằng tốp này. Riêng giống như Vios thì chưa có nha, chưa được trang bị, chỉ có cruise control thôi, bản G của Vios. Nhưng mà bản G thì chưa trang bị cái lái chỉ số trên vô lăng. Đàm thoại rảnh tay, đàm thoại rảnh tay. Rồi. Ok. Đầu DVD. Đây là phần camera da. Ok các anh chị. Mọi thứ hoạt động còn rất là ok. Thì xe vẫn còn bảo hành hãng đầy đủ cho nên anh chị không lo, không lo gì về xe và hộp số. Thì xe này sử dụng hộp số CVT, hộp số vô cấp các anh chị ha. Đây, hệ thống ổn định điện thân xe. Gương thì gập điện. Đó. Mọi thứ thì còn rất là mới, nội thất bên trong còn thơm mùi nội thất của xe. Xe mới các anh chị. Đó, những cái vị trí này còn giữ nguyên. Rồi tiếp theo mình sẽ xem qua, để Huy quay cho anh chị xem về cây số. Hiện tại cây số đang hiển thị trên màn hình là 35.838 cây số nha các anh chị. Ô đô chuẩn của xe. Động cơ nổ rất êm, rất êm. Với dung tích động cơ 1.5 lít rất tiết kiệm nhiên liệu. Honda là một trong những sản phẩm được khách hàng đánh giá rất cao về độ bền bỉ. Chi phí bảo trì bảo dưỡng của chiếc xe Honda City này cũng rất rẻ luôn các chị. Đây, động cơ thì hơi dơ thôi. Còn mọi thứ là nguyên bản, anh chị có thể là nhìn qua những cái dấu sơn từ nhà máy. Còn nguyên hết các anh chị nha. Ron dàn cờ. Đó, những cái ống ga. Rất là nhiều những cái dấu son, còn nguyên bản hết. Với giá là 550 triệu thì Honda City, Huy nghĩ anh chị nào đang có nhu cầu mua về sử dụng cho gia đình, đặc biệt là anh chị ở thành phố thì anh chị mua sản phẩm này về, mình sẽ tiết kiệm được khá là nhiều chi phí, khá là nhiều chi phí các anh chị. Ok, rồi. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo. Và Huy sẽ cập nhật liên tục những cái sản phẩm mới về tại công ty để anh chị mua về sử dụng cho gia đình mình. Và trước khi mà anh chị đến xem xe thì anh chị nên liên hệ trước với Huy nha. Tại do gần đây thì Huy cũng thường xuyên đi mua xe ở tỉnh, ở xa. Thì có thể là Huy sẽ sắp xếp công việc để xử lý cũng như là hỗ trợ anh chị tốt hơn trong vấn đề tư vấn. Rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.